chưa? Rừng tùng này ác đấy nhỉ. Rừng tùng là hán. Đấy, tiểu cảnh đấy. Cũng thị ấy của ông Lập đây, chắc của ông Lập. Đại gia Lập. Quá đại gia luôn. Không, hơi bành mà. Để quay vào hay hơn. Nó bành của. Nó bay một bên thôi, một bên nó bọt vào. Con đấy là đây xin thay con này đấy. Không, để bị cao. Để cái con trực đấy được nha. Con trực kia. Để con trực kia nhưng mà thấp hơn tí thì được. Trực. Bơi đẹp này, đẹp này, đẹp này. Đó đấy là con này dựng trực à. Thế này là đẹp. Trực này là đẹp này. Đây là hợp lý này, nhìn đằng này nó cũng sâu cũng đẹp này. Bởi vì nó sửa mà tất cả các bạn đây là người ta nhìn là trung tâm thì nhìn quay mà đẹp ra, như con này là cái bể đẹp. Cái này đều đấy rộng quá đúng không? Đây hợp lý này, có kê lên cái này thêm tẹo nữa này. Xem xem này. Moi moi cái này xong. Phát để như không? Bỏ tay ra này, ta moi ra kiếp này. Đấy, trồng cây gây rừng. Đấy. Trồng cây gây rừng đấy, các bố đang giúp nhau. Xem cây của ông Tị kìa. Nay phiên chợ Thắng Thiếu các bác nhé. Đấy, nhắc lại các bác nào mà chưa biết phiên chợ Thắng Phúc đó. Lý do là ngày nào thì là như này. Và vào buổi sáng ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch. Còn nếu mà tháng nào thiếu ấy, chỉ có 29 ngày thì họ có ngày 29. Đây là ngày 30. Buổi sáng thôi nha các bác nha. Buổi sáng họp chợ nhé. Chứ còn mà còn ngày thường thì những cái hộ ở đây người ta bán thôi, chứ không có họp chợ đông vui như này. Đấy. Cây này phải cây nữa làm ở đâu ta? Cây đủ cây. Cây đâu? Ra này là đẹp đấy. Cây đâu? Đây này. Nè, nhìn này cả của những đứa đâu. Đúng không? Đây là hợp lý rồi. Đây đi rừng thì cắn môi. Vâng, cháu đi sớm để cho con đi làm. Rừng tùng. Đâu ông Thịt? Đình làng nè. Dù cắt bỏ tất cả cái này không ạ? Ừ, cắt cái gì? Cái này thì cắt mất luôn. Sang chỗ bố Nhạn xem. Để hỏi chị Liên xem có còn cái cây ổi làng hôm trước không. Làng. Làng làng. Ổi làng hôm trước bán chứ chị? Chưa. Chưa? Không mang đi à? À đi à. Để ở trên Hoàng Hoa Thám hay là để ở vườn? Hoàng Hoa Thám. À, để trên Hoàng Hoa Thám à. Đấy,
vẫn còn nhưng mà không mang ở đây, khó làm việc lắm. Đây là cái kế của đúng nhạc đây, phong cách của ông Thức Què. Còn bố là người kế thừa, và bố thương mại, bố đi bán gì thì là cũng đẹp, là bố mua bán thôi, rất là hưởng ứng thôi. Cây kế mà rễ nó rất là đều, nó như một cái nơm các bác, như một cái thứ nhất là nó có như tứ phía nó đều có cái rễ nó như này, và nó buông xuống rất là đẹp. Và dưới chân thì nó lại có những buông ra một cái nữa, nó như là cái nơm cá thôi. Nhất là về bệ mặt sau ấy. Thân thì cũng cái cổ đây, thân rất là thẳng, đúng phong cách của ông Thức đây, là kiểu gì có cái tay rơi và làm vuông vuông như ô cửa sổ, như hoạt giấy các kiểu. Còn đây là phần ngọn, còn ngọn cá mà lấy từ đây thì hay hơn, từ lấy đây thì hay hơn. Đây là cao độ 1m6, cao độ 1m6. Nhiều tiền chú? Thế giờ ông Thức là không còn cây nào nữa nhỉ? Ông Thức rồi chắc hết cây nhỉ? Cây sạch. Đây có cho cái đèn máy cái này. Đây em. Nhưng nó cao quá nên phải quay cực phần này. Đèn. Đọc lại số một thứ cho người ta mình biết. Nếu phải hỏi lại cháu, nếu cháu phải gửi lại 0934 309 309. Rồi mà hỏi giá thôi, bây giờ hỏi tham khảo. 15 triệu. 5 triệu. Đấy. Cái này là bán rẻ nhỉ. Nó mời về là kính, về để sửa cây của nó kính. Chú ạ. Lạ, rất lạ. Làm 2 lần bệ rồi. Đúng rồi. Trên xuống đấy. Còn chuẩn bị đến là thứ 3 là cái trải trải. Cái làm cái tiêu tiền rồi. Không có USD. Tiền Việt. Tiền đây. Cái này khoảng 5 triệu Việt Nam đồng. Đấy, có rẻ. Chưa có cây ghế nào có cái bể như này. Anh nhà nó giàu lắm nhưng mà bảo ta mới tân về chơi nhưng mà vâng. Nó bảo anh về làm cây cho em bây giờ. Cái nhất, cái hai nó bảo là cây em chơi trả rồi anh làm bán cho em. Đúng mua đắt rồi bán ra rồi. Thị trường bây giờ đang năm nó mua sáng rồi, ra bán ra rồi. Tối nay vần mai vần. Mình đi chợ khó lắm. Bây giờ người ta cũng mua giá cao rồi, chơi rồi. Bởi vì tâm lý ra chợ là cũng phải mua rẻ cơ. Thế bây giờ người ta mua giá cao rồi tiền ạ. Thế bây giờ mua lại thì bán sang được. Bác ấy là mua cao nhất của các loại ca rồi. Thế là người khác muốn lấy lại thì khó. Khách mua cái sò phố được 6 triệu, à 60 triệu. Trên cái cây đó. Trên rừng cần. Cây mà nó là chỉ nào? Chờ về đây để làm đá này. Chờ về chứ ạ. Không phát hiện đâu. Chắc cắt trở về rồi đấy. Tân làm đá mà. À của ông ấy à, cũng lục à? Thế. Đấy, cây này cao độ chắc 1m6. Đây. Từ. Đấy. Cũng nghệ thuật. Rất nghệ thuật đấy. Bệ dễ làm rất tỉ mỉ. Một lần ngày xưa là mặt đất ở đây nhá. Lần thứ hai ở đây, và lần thứ ba ở đây. Sẽ phải qua 3 lần. Ở đây mà nó trải rộng ở đây là thành công rồi. Khó rồi. Chỉ cần một cây thôi. À. Cây này chỉ đẹp hơn cây rình rành của ông ấy nhỉ? Sao nó có quả lùng lẳng xuống mới thích. Vừa sáng nay bán cây đẹp lắm.
thấy nó đi lướt qua cái. Bán 8 triệu. Đá móng. Đây phiên thiếu vắng lắm. Có đầu đằng kia thì đông người bán thôi. Đằng kia bởi nó cách đường. À. Nó thay mặt bằng nó rộng. Mình để đây là vui rồi. Ra đấy lộn lộn. Rồi. Rồi nha, hôm nào cháu lại vào chơi.